những tỉnh thành nào sẽ cho học sinh đi học lại từ ngày mai 20 tháng 4. Thưa quý vị, sau thời gian thực hiện cách ly xã hội, một địa phương được xếp vào nhóm 3, nhóm nguy cơ thấp, đã bắt đầu lên kế hoạch cho học sinh trở lại trường học sau thời gian nghỉ dài chống dịch. Trong đó, Cà Mau là địa phương đầu tiên quyết định cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học lại bình thường bắt đầu từ ngày 20 tháng 4. Đây là tỉnh có nguy cơ lây nhiễm được xét ở mức độ thấp. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo căn cứ tình hình thực tế của các trường, lớp và giáo viên để có biện pháp chia nhỏ sĩ số lớp, tăng cường giáo viên giảng dạy, có biện pháp giãn cách xã hội. Đối với phụ huynh khi đưa rước học sinh nhằm đảm bảo cho học sinh đến lớp an toàn, Cà Mau cũng khẩn trương thực hiện các biện pháp khử trùng trước khi đón học sinh trở lại trường từ ngày mai. Đối với Thái Bình, tỉnh này cho phép học sinh lớp 9 cùng học sinh khối trung học phổ thông đi học trở lại. Nửa buổi bắt đầu từ ngày mai, ngày 20 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục có trách nhiệm vệ sinh trường, lớp học và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Các tỉnh thành ở nhóm nguy cơ thấp khác cũng dự kiến những kịch bản cho học sinh đến trường vào tuần tới hoặc đầu tháng 5 như Vĩnh Long, Phú Yên, Nghệ An, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Cao Bằng. Tuy nhiên, phương án được các tỉnh thành này đưa ra hầu hết đều để cho học sinh cuối cấp đi học trước, còn các lớp học thấp hơn vẫn chờ thời điểm an toàn nhất. Các địa phương đã đề xuất hoặc có thông báo cho học sinh đi học lại. Thái Bình, học sinh trung học phổ thông và lớp 9 đi học lại từ ngày 20 tháng 4. Cà Mau, học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ ngày 20 tháng 4. Vĩnh Long, học sinh lớp 9 và 12 đi học lại từ 27 tháng 4. Hải Dương, Sở Giáo dục Đào tạo đề xuất lên Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án cho học sinh đi học trở lại từ ngày 27 tháng 4. Phú Thọ, Sở Giáo dục Đào tạo đề xuất lên Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án cho học sinh đi học lại từ đầu tháng 5. Phú Yên, xem xét học sinh lớp 9 và 12 đi học lại từ 27 tháng 5. Các bậc khác xem xét sau. Cao Bằng, dự kiến học sinh quay trở lại học vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2020. Thanh Hóa, dự kiến học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học từ đầu tháng 5. Các cấp còn lại muộn hơn từ 1 đến 2 tuần. Đắk Lắk, Sở Giáo dục Đào tạo đề xuất lên Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án cho học sinh đi học trở lại từ đầu tháng 5. Lào Cai, dự kiến cho học sinh đi học đầu tháng 5. Nghệ An, dự kiến học sinh trung học phổ thông đi học lại đầu tháng 5. Học sinh cấp còn lại muộn hơn 1 đến 2 tuần. Quảng Nam, đề xuất học sinh trung học phổ thông đi học lại đầu tháng 5. Các cấp khác muộn hơn 1 đến 2 tuần. Phú Yên, dự kiến học sinh lớp 9 và 12 đi học lại. Các cấp khác xem xét sau. Quảng Ngãi, đề xuất phương án học sinh đi học lại từ ngày 4 tháng 5.